Đồ Gỗ Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2019, thì Luân xin trân trọng giới thiệu một số bộ ấm chén được làm bằng chất liệu gỗ chắc đỏ Lào, vân gỗ rất là đẹp. Và thầy Luân rất lâu rồi mới chọn được lựa ra được một số cái bộ ấm chén bằng gỗ chắc đỏ, vân đỏ đẹp như này, mà toàn bộ là bộ to chứ không phải bộ nhỏ. Bộ này là bộ ấm chén to, rất là to, thậm chí to bằng cái chén uống nước bình thường, to hơn. Cứ ơi, vào trong nhà lấy bộ chén nhỏ ra nhá. Đây là bộ chén to, rất là to. Để cùng bộ chén này đây, to hơn cả cái chén uống nước bình thường. Và bộ này có thể pha chè được. Vừa là quay liền, quay và vòi đã liền, liền khối bằng gỗ chắc đỏ, rất là giá trị. Và bên dưới này là một cái khay bằng gỗ chắc, kích thước là 45. 45 nhân mấy cả 34. Khay trà gỗ chắc đỏ, mặt đá cẩm thạch, vân rất là đẹp. Ở chiếc khay trà này thì Luân bán với giá là 3,5 triệu, vân rất đẹp. Và quý khách có thể mua riêng khay trà, gạt tàn và lọ tăm. Ở cái rỡ ra rồi, bộ rỡ rồi ở trong nhà ấy, có thể mua riêng. Ở cái lọ tăm thì bán là 150 một lọ. Ở cái gạt tàn loại bé là 400, và loại to là 500, to đỏ 500, loại nhỏ là 400. Và ngoài cái bộ ấm chén bằng gỗ chắc ra thì Luân còn sản xuất rất là nhiều những cái bộ ấm chén nhỏ như này nữa, cũng bằng gỗ chắc. Đây, cái này có thể rót pha trà uống được, người đang rót nước rồi. Đấy, cũng được tương đối nhiều. Một bộ này tôi có thể pha được đến xem rót đủ 6 chén không. Được 6 chén hơi. Được 6 chén. Được 6 chén vơi. Đây là bộ nhỏ đây. Quý vị có thể mua bộ nhỏ. Bộ nhỏ giá thành hạ hơn. Bộ nhỏ là có 800.000. Quay liền. Tất cả là quay liền hết. Bộ nhỏ cũng pha được chè. Đều được làm bằng triệu gỗ chắc đỏ đen. Rất là giá trị. Đây, bây giờ bộ này nhỏ để bên cạnh để cần để so sánh. Và cái khay trà này mua riêng là 3.500.000 bằng gỗ chắc đỏ, đã được hoàn thiện là đánh xi, rất là đẹp, đánh xi lên vân gỗ rất đẹp. Mình sẽ quay tứ diện xung quanh, vân nói chung là vân rất đẹp. Khay trà này vân gỗ rất đẹp. Ở đây là một số những cái đũa ăn cơm được làm chất liệu là gỗ cẩm nai. Cẩm nai ta rất là đẹp. Bộ đũa này thì Luân bán với giá là 180.000 một bó. Một bó này là có 10 đôi. 180.000 một bó này, 10 đôi. Và hiện tại chúng ta đang sản xuất rất là nhiều những cái đũa này, có thể xuất khẩu được. Thì Luân đang sản xuất rất nhiều cái đũa gỗ cẩm nai này. 180.000 được 10 đôi. Tính ra vào có 18.000 một đôi đũa thôi bằng gỗ cẩm nai, vân rất đẹp. Quý vị mà mua hàng liên hệ ngay với Thành Luân theo số điện thoại ghi trên mình đây để chúng tôi ship hàng đi toàn quốc. Quý vị mà mua hai bó đũa này thì sẽ được miễn phí ship đến tận nhà. Mua hai bó trở nên được miễn phí ship tận nhà. Và bộ cầm chén là 1,2 triệu bộ to, và 800 là bộ nhỏ, cũng miễn phí ship. Và cái khay trà này là 3.500.000, cũng miễn phí ship toàn quốc. Đây, rất là đẹp. Xoay cái mặt này ra, phần gỗ rất là đẹp luôn đây. Tiến ơi, nhấc anh cái này quay này đi, khênh khênh quay đầu lại khay cho nhìn nó đẹp. Ừ, đảo lại. Đấy, nhìn cái mặt đằng sau, khay vân rất là đẹp. Chiếc khay trà rất là to, bằng gỗ chắc và rất lâu rồi thì Luân mới cho sản xuất được một cái khay trà gỗ chắc vân đỏ đẹp như thế này, cũng rất lâu rồi. Và những bộ ấm chén bằng gỗ chắc đỏ đẹp như này, hiện tại thì Luân vừa mới xong được một lô 50 bộ ấm chén bằng gỗ chắc đỏ nguyên khối, 50 bộ to và 50 bộ nhỏ nguyên khối đỏ đẹp như thế này. Quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu về để chơi hoặc là trang trí hoặc là để uống trà cũng được, liên hệ ngay với Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389 để được Thành Luân ship hàng đến tận nhà. Giá rất hợp lý. Bộ ấm trà gỗ chắc, một ấm và có 6 cái chén là 1.200.000 đồng.
chén to, bộ chén nhỏ là 800 ngàn đồng. Toàn bộ là quai niền, ấm niền và có thể pha trà. Và một bộ đũa ăn cơm bằng gỗ cẩm nai 180.000, 10 đôi. Tính ra là có 18.000 một đôi thôi, rất là rẻ. Giá rất hợp lý. Và các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu bộ khay trà và ấm chén bằng gỗ chắc thì liên hệ ngay với cả Thành Luân chúng tôi để được sở hữu. Và bộ này có thể pha trà được, uống được bằng gỗ chắc nguyên khối. Vân gỗ rất là đẹp. Có 1.200.000 một bộ to và bộ nhỏ là 800.000. Và cái khay trà này là 3.500.000. Khay trà này mặt đá cẩm thạch rất là đẳng cấp, rất là đẹp. Thành Luân xin tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.